Giới thiệu với mọi người, mình là Lương. Hôm nay là mình có đến đây nha khoa Thùy Anh và đã nhờ bác sĩ Đạt làm cho mình cắm một cái răng mới, đó là bằng phương pháp Avalen, làm Avalen nhân tạo. Đầu tiên mình mới tới đây mình rất chi là sợ và hốt, lúc nào cũng hoang mang lo sợ, không và không biết là mình khi làm thì mình nó như thế nào đấy. Nên nói thật là rất chi là sợ luôn ạ. Của chị đầu tiên là nó sâu một nốt. Sau rồi khi nói chung là cũng do chị, nếu mà chị đi làm ngay từ đầu ấy là chắc không phải rổ cái răng này đi đâu. Thế nhưng mà mình cứ để dấn giá lần này sang lần khác, và cũng trải qua chắc là khoảng từ 2004 và đến bây giờ. Thì đến hiện tại bây giờ mọi năm nó chỉ là rức và sưng một bên má mình lên thôi. Nhưng đến hiện tại trong 2-3 tháng vừa rồi là chị bị nó lên mủ ở chân lợi rất là nhiều và khó chịu. Thế chị đã đến nha khoa Thùy Anh cách đây 2 tháng và cũng đã được bác sĩ tư vấn là để giữ lại cái răng này, nhưng mà khi chụp phim thì không giữ được nữa. Và bác sĩ đã rổ cho chị cách đây 2 tháng và cho chị đến đây kiểm tra lợi một vài lần để xem có trồng được cái răng mới này không. Và đến hôm qua là lịch hẹn để đến kiểm tra và trồng răng. Thì bác sĩ hẹn sáng nay là chị đến đây để trồng cái răng mới này. Với cái khi trải qua cái cuộc phẫu thuật của bác sĩ làm cái cấy cho mình cái răng này, thì đúng là mình thấy là cũng không có như mình nghĩ. Hiện tại bây giờ thì mình không thấy đau và cũng không thấy khó chịu gì nhiều. Tội hơi mới mới thì nó hơi vướng vướng một chút thôi. Qua cái việc này thì chị cũng nghĩ là thứ nhất là mình rút kinh nghiệm về những chiếc răng khác. Nếu hơi sâu một chút là mình sẽ đi điều trị ngay và để giữ lại chiếc răng chính của mình. Chứ để đến mức mà phải rổ đi rồi mình mới biết là tại mình quá dại mà không không quan tâm chăm sóc đến răng miệng của mình. Vâng, và cũng khuyên tất cả các bạn ai mà mới sâu một chút ấy thì nên đi giải quyết và điều trị ngay để mình không có gặp cái tình trạng như thế này. Mình ở trong xã mình ấy thì có một cái em ấy làm y tá cho trong trạm xá Minh Đức của mình. Và mình nói chung là mình lên đấy rất chi là nhiều lần vì là phải lên lấy thuốc vì viêm chân lợi. Thì em mới giới thiệu cũng cách đây phải ngoài hồi Tết ra một chút thôi. Nhưng mình cũng đi làm công ty cho nên không sắp xếp được thời gian lên đây. Đi đến cái hôm ấy là nó thật là đau, đau hết lên đầu luôn. Thế là bảo thôi, hôm nay quyết định là về xin nghỉ và lên đây để kiểm tra răng lợi. Thế là chị lên đây và đã vào đây được 2 tháng rồi. Cũng được bác sĩ là kiểm tra cho, rồi là giới thiệu và giới thiệu cho mình làm cái răng Avalen này. Thề luôn chị sợ lắm. Chị đến đây rồi, chị cũng vẫn cứ run, nằm lên bàn rồi vẫn run. Bác sĩ còn bảo cứ bình tĩnh chị ạ, thật sự là tim nó đập huỳnh huỳnh mà run lắm, sợ lắm luôn. Vì mình có làm thế này bao giờ đâu, hốt lắm luôn đấy, thật đấy. Như đến bây giờ thì cũng mong là ngay bây giờ thì chị không thấy đau. Nhưng chị mong về khi chiều nay hoặc đêm nay chị có thể bình thường, đau với góc độ chịu được. Đấy, thế thôi. Qua đây chị cũng không biết nói gì. Cũng xin cảm ơn bác sĩ, trước tiên là bác sĩ Đạt đã là người thực hiện biện pháp phẫu thuật gấp Avalen cho chị, và cũng cảm ơn tất cả ekip trong nha khoa Thùy Anh, và cũng chúc cho nha khoa Thùy Anh luôn làm sao để cho khách hàng cũng ai cũng được là như ý.